Rồi xin chào toàn thể quý vị và các bạn mình nha. Hôm nay thì bên công ty có nhận lẫm về một cái tủ lạnh xanh vô. Thì nói nào nghe là cái chủ đề của thời kỳ rồi, nhưng mà muốn làm lại cho các bạn xem cái cách thức để mình có thể nạp ga và mình tiến hành mình đuổi gió mà không cần phải dùng cái máy hút chân không. Ở đây máy hút chân không đây nè. Thì bây giờ mình không cần dùng máy hút chân không, mình sẽ tiến hành đuổi cái lượng gió và không khí ở trong cái tủ lạnh này bằng chính cái lốc của nó luôn. Này, bằng chính cái lốc này thì tất nhiên là chút xíu mình sẽ thực hiện cái công đoạn đó. Ở đây thì cái tủ này khách báo về đã bị kém lạnh, thì một số anh em của bên mình có đến nhà kiểm tra thì phát hiện ra một chỗ xì, là nó xì trên này, nó xì cái pin này. Thì thường là cái xanh vô này nó bị ngay đây đó quý vị. Nó để lại cho mình một cái dấu hiệu, đó chính là cái vết dầu nó còn nằm ở đây. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta sẽ xử lý những cái oxy hóa này, sau đó mình sẽ tiến hành hàn lại và mình nạp ga. Và cái công thức của mình ở đây là không có cần dùng cái máy hút chân không. Bởi vì nếu trường hợp mà chúng ta làm tại nhà khách á, thì mình đâu có đem máy hút chân không cho nó rờm rà. Đối với những cái loại ga 600 thì chúng ta cần tiến hành loại đó hút chân không. Nhưng mà đây là ga 134 cũng không nhất thiết như vậy, tại mình đã làm quen rồi. Thì bây giờ cái điều đầu tiên á, chúng ta sẽ ghim điện để test cái lốc lại coi nó như thế nào. Nếu mà ok mình sẽ dùng lửa mình xử lý chỗ này trước nè. Cái chỗ này sẽ được xử lý sạch sẽ, mình dùng cái nhám nhám như thế này nè. Mình khè lửa nó xong mình đánh bóng nó, mình cho mất hết cái lớp oxy hóa của nó. Để sau đó đó chúng ta sẽ tiến hành là hàn lại những cái mối hàn này. Tất cả những mối hàn này phải hàn lại hết. Ha, ở đây cũng bị xì thế nào quý vị. Mấy đứa em đã coi. Mình phải xử lý cái chỗ này cho nó ok. Rồi hàn là tất cả các cái ngon lành hết. Bắt đầu chúng ta mới tiến hành đuổi gió nha quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm, mình khè lửa cho cái mất lớp oxy này có đi ha. Thì khi mà thực hiện cái này á, các anh em thợ chúng ta lưu ý là mình cần phải có bình gió đá mini ha, xử lý bằng cách nè. Đây gió đá nè, đó, bình gió đá đây. Thì chúng ta sẽ dùng lửa mình khè nó. Đây, các bạn xem nha. Rồi, mình sẽ khè ở đây trước. Và bây giờ mình sẽ xử lý cái oxy hóa này, sau đó trên đây là tất cả những cái điểm còn lại của nó luôn. Bây giờ chúng ta dùng lửa để làm cho nó nóng lên, và chút xíu mình sẽ dùng cái loại giấy nhám cũng tương đối số to như quý vị, để mà mình đây cái mối hàn nằm đây nè. Ga trước khi làm chúng ta đây, người em của mình cũng đã tương đối là xử lý cái vụ ga này rồi, cho nó xì ra hết. Rồi bắt đầu mình xử lý bằng cái giấy nhám ha. Đây nè, bây giờ cùng lắm rồi mình kỹ, mình dùng cái kềm mình bóp cái miệng này lại để cho nó ra ngoài đây, để chúng ta sẽ ấy để xử lý hết cái vụ ga trong này, đảm bảo đây không còn ga thì mới hàng được. Rồi quý vị, ở đây chúng ta cần phải cho tiến hành để nó hút vào đây, nó hút vào đây nè, để đảm bảo cái lượng ga nó phải đẩy ra ngoài hết. Mình thử cái lốc luôn, cái này đang chạy không tải là 0.2. Thì chúng ta sẽ tắt nó đi. Đợi chút xíu mình cho nó lại, đồng thời mình kiểm tra cái tiếng lốc của nó lạ lại như thế nào mình phải biết. Rồi, mình sau khi mình ấy rồi mình sẽ xả lại là hết nè. Mình sẽ lấy giấy nhám mình đánh cái chỗ này lại nè. Sau khi lấy lửa rồi để nhám đánh lại tất cả những quý vị. Mình phải chùi cho nó thiệt là sạch. Thì khi đó bắt đầu mình hàn lại, hàn để cho nó bám chặt vô những cái mối như thế này. Nhưng mà trước khi hàn các bạn giống như lưu ý làm cái công đoạn là mình ấy nó cho nó chạy không tải để đảm bảo những cái lượng ga mà mình đã làm ở đây nè nó sẽ không còn nữa thì mới làm được tiến hành giải quyết cái công đoạn này. Đây mình phải làm cho nó mới lên, hàn là tất cả những mối hàn này đó, chứ để thôi mà làm mẫu ẩu mà không có kỹ lưỡng á thì cái lượng ga nó cái mối hàn nó không có chặt á là nó rất dễ bị xì trở lại nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành hàn chỗ này, hàn ở đây, hàn trong đây luôn, rồi kể cả những cái mối này đều phải làm lại hết để đảm bảo an toàn cho tất cả những cái mối hàn, để nó không có bị sự cố gì cả trước khi chúng ta tiến hành hút chân không mà nạp ga. Bây giờ mình sẽ hàn ha. Rồi chúng ta cẩn thận nha,
tại cái máy này cũng tương đối cũ, ống đồng nó mềm mà mình làm gì cũng phải cẩn thận, bẻ từ từ. Đây nè, có dấu hiệu nó dễ bị mục, thấy bạn thấy không? Ở đây là có dấu hiệu sắp mục tới nơi nè, cho nên chúng ta cẩn thận ở chỗ này, nó sắp gãy nè. Đó, nếu mà không cẩn thận nó gãy ở đây là một cái cáp mà gãy rất là mệt. À, mình sẽ cạo ra, rồi làm từ từ từng bước. Những cái tủ lạnh á là không được làm vội vàng, mình làm từng bước thôi, nhưng mà phải chắc cú. Ha, đây xử lý những cái chỗ đất cát tùm lum ra. Cái chỗ này chắc là người dùng người ta đặt ở những cái nơi mà nó bị oxy hóa nhiều nè. Phải cạo hết nha quý vị, phải chịu khó cạo sạch sẽ rồi bắt đầu mình mới tiến hành mình làm. Ok, đại khái là vậy đi, mình sẽ hà lại hết những cái bạc như thế này. À, quý vị mà để ý nha, cái cách mình làm nha. Chút xíu, cái công đoạn quan trọng nhất là cái công đoạn đuổi gió bằng ga mới là quan trọng. Thì cái đó là đòi hỏi anh em phải là am hiểu về kỹ thuật chút xíu. Cái gió này nó muốn nghẹt. Đây chúng ta bẻ cái đầu này một cái ha. Bẻ cái đầu lại cái. Sau đó đưa vô đây. Nè các bạn lấy nha. Anh hàng chỗ này cho nó kỹ kỹ lại cái. Móc ở chỗ này ra. Khi hàng chúng ta lưu ý nha, mình hàng làm sao để mình chút xíu mình sẽ có cái kiến mình coi ở phía sau lưng của nó, mình móc như thế này nè, mình bẻ cái là mình tạo cái chữ L. Mình hàng nó nóng cái chỗ ống đồng, mình móc từ bên ngoài, móc từ bên phía sau lưng mình móc tới, thì như vậy á đằng sau lưng mối hàng nó mới ăn chặt được ha. Đằng này cũng vậy luôn, chúng ta phải đảm bảo tất cả những cái mối hàng này nó phải ngon lành và phải tốt, chứ nhiều khi mà hàng mà không kỹ nó đã xì rồi mà mình khắc phục lại mà nó còn tệ hơn thì tốt nhất là mệt mỏi luôn, không làm. Đây bây giờ mình hàng làm sao cho nó rút cái hơi cái chỗ này lên nè, nó hút rút cái chỗ các bạn này lên thì sẽ khắc phục được cái chuyện đó, ok không? Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng một cái kiến để chúng ta coi lại ha. À, đằng này có bị xị nè, chúng ta khắc phục luôn. Đằng kia nữa đây. Chúng ta trước khi làm chúng ta phải cố gắng là cho nó lót lớp oxy hóa là hết nha, là mới có thể hàng nó ăn chặt được cái mối hàng. Chứ còn làm mà chúng ta không có xử lý cái vụ mà oxy hóa đó là rất dễ dẫn đến tình trạng là mối hàng không có chặt, thì khi mà không chặt thì rất dễ dẫn đến tình trạng xì ra đó. Mình phải hàng lại từ từ là quý vị. À, là cả những cái mối đằng đầu đẩy này luôn phải xử lý là hết tất cả và đảm bảo là không có cái nào bị rò rỉ á, thì mới tiến hành giải quyết cái vụ mà ra được. Đây các bạn để ý nha, đây các bạn xem nha, chỗ này đó. Xem lại chỗ này ha. Các bạn phải đảm bảo là ngon lành là tất cả mối hàng đây. Ồ. Nó đỏ góc đồng lên là được. Rồi góc đằng này nữa nè, ở trong này nữa. Một cái mối hàng trong này nữa phải được đảm bảo luôn. Đây. Đằng này nó ấy rồi. Phải coi có nó ok không? Ok thì thôi, còn không mình phải hàng lại để khi mà mình bàn giao cho khách á là mọi thứ phải ngon lành. Rồi. Rồi mình còn chuẩn bị rút cái này ra để mình thay cái đầu tiên này vô. Thưa quý vị, mình sẽ tiếp theo cái công đoạn này như thế này. Mình sẽ bắt đầu mình cắt một đoạn ống sáo này ra, mình nhét vào trong này ngắn thôi, một đoạn nhỏ ở đây như vậy để mình sau đó mình đưa cái đầu tiên này vô nha quý vị. Rồi mình cắt đó, đây coi mình cắt nè,
cắt này kia nọ lại lấy cái ống ấy ra. Thì cái công đoạn này các bạn lưu ý mình cần chuẩn bị trước khi mà mình tiến hành mình làm, thì mình phải chuẩn bị ha, để đỡ mất thời gian. Tại này mình do chưa có sự chuẩn bị chỗ này, mình phải cắt ra hết, mình phải đo lại coi nó như thế nào đó, rồi bắt đầu hàng lại mình sử dụng, mình sử dụng kỹ lưỡng. Chút xíu mình sẽ lấy cái kiếm mình coi lại hết tất cả những cái món hàng của mình nha quý vị, coi nó như thế nào ra sao, đảm bảo ok ngon lành chưa thì bắt đầu mới tiến hành nhìn đuổi gió và đập ra. Tất cả phải coi lại hết tất cả mỗi hàng. Ví dụ chúng ta đo như thế này, bây giờ mình đo nè, bây giờ mình đo nó đụng ở đây đi, để chút xíu chúng ta sẽ bẻ coi L đi lên nha. Mình dùng lửa mình bẻ luôn, cắt ra cái đoạn thế này là ok là được nè, đoạn thế này là ngon lành nè. Đây chúng ta cắt đoạn này cái đây thôi, để xíu mình dùng lửa mình bẻ nó lên đây thế này. Ôi kìa, uống ống 6 của mình không? Hả? Ờ rồi. Nhà có mà nãy không đem. Rồi đại khái chúng ta sẽ có một con gì? Mình đặt như thế này. Bây giờ mình tạo cái chữ L lên. Rút cái này ra, đưa cái đầu ống này vô, tạo chữ L để mình hàng. Bẻ tay cũng được nhưng vì mình dự định là sẽ dùng cái lò xo, nhưng mà thôi bây giờ lò xo để quên ở nhà rồi, dùng ấy luôn, bẻ luôn, bẻ cái đoạn ngắn ngắn là các bạn đo. Mình có kinh nghiệm, bây giờ mình thử nè, có thể là mình sẽ bẻ một cái đoạn ngay đây, ngắn là tầm khoảng chừng như đây nè đó, mình đo thử đó, mình bẻ tầm khoảng chừng như đây mình đưa vô là lúc đó cái đầu nó sẽ hình tạo hình chỉ L đó, thì mình sẽ ấy hơn. Rồi chút xíu mình sẽ dùng lửa mình bẻ trở lại đây. Thì làm cái gì mình phải trừ hao một cái đoạn để chúng ta còn khắc phục sự cố và bấm móng nha quý vị. Chút xíu chúng ta sẽ bấm móng đoạn ở đâu đây nè, hoặc là bấm móng trên này thì mọi thứ đều được hết luôn ha. Rồi tốt nhất là mình dùng cái đầu nông, mình nông mình đưa này vô, nông đưa này vô nè, mình hàng sẵn vô đó là vậy, để mà nó khi mà nó đưa vô rồi thì nó sẽ mọi thứ nó sẽ tốt. Rồi bây giờ chúng ta tháo này ra hàng vô à, để ý nha, bây giờ mình tháo thằng này vô nha, đó mình sẽ tháo thằng này ra. Đó, tháo cái này ra nè, tháo ra ngoài luôn. Thật sự ra làm cái video này nó tương đối là hơi dài, nhưng các bạn lưu ý nha, nó cũng sắp tới cái phần quan trọng nhất là chúng ta sẽ tiến hành đuổi gió bằng ga. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái thằng này vô nè ha, để ý, mình sẽ đưa cái thằng này vô trong đây, nó ráp mí chỗ này nè đó, đưa nó vô cho thiệt là sát. Chúng ta dùng bằng tay trước đã, chúng ta dùng kềm sau để cho nó cố định một vị trí đi. Đó, nó bắt đầu vô, nó vô nè, mà mình muốn vô sâu hơn. Đó, đó đúng vị trí của nó luôn, mình đẩy nó vô, dùng kềm mình đẩy nó vô cho nó sâu hơn nữa, để làm chi, để đảm bảo cái mối hàng nó được an toàn và nó ăn sâu ăn kính vô, nó tránh tình trạng bị rò rỉ và xì ra. Đây à, thấy không, mình đẩy như thiệt là sâu vô đó, nhưng mình kéo ra một xíu hai chỗ này, kéo ra một xíu để làm chi, để chút xíu mình đưa cái đầu hàng này vô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành hàng, bẻ cái hình chữ L này chút xíu nè ha, mình bẻ nó xuống cho là ga lớn lên.
đây à, đây chỗ này, cái này nó hơi lâu nha quý vị, chúng ta phải chịu khó quan sát. Đây nó đỏ lên rồi nè, mình chấm mối hàng bạc hàng vô cho nó ăn sâu vô. Quan trọng á, là tạo được cái món hàng chỗ này cho nó ăn sâu, thiệt sâu vô. Cái phần đít này nó, phần ở dưới này nó quan trọng lắm, nếu mà hàng không kỹ á, là rất dễ bị rò rỉ. Mình móc ở dưới lên nè, à, đó quý vị xem ha, nó nóng lên rồi. Rồi điều quan trọng là sau khi mà làm xong rồi, chúng ta chịu khó dùng cái kiến này mình soi là tất cả những cái mối hàng mình đã làm, coi đảm bảo ok chưa. Đây, ok rồi, mình chấm này lại chút xíu nữa. Rồi, đại khái là chúng ta đã xong cái phần hàng ha. À, cái nhiệm vụ chính của chúng ta đó là mình đã xong được cái phần hàng này rồi. Đây món hàng đây, các bạn coi nha. Bây giờ nhiệm vụ ở đây mình sẽ kết nối một cái đầu ti sạc, một cái đầu ti sạc nằm ở đây như vậy, đi vô đây. À, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ làm cho nó to ra, mình sẽ dùng cái đầu nông to nó ra. Và điều quan trọng là cái mối hàng ở đây, cả hai cái đều ok hết. Như thế này nè, coi nó hàng ok chưa, kính chưa? Đó, đằng này luôn, tất cả đều trong này hết nè. Trong đây có một cái mối hàng nữa, các bạn thấy không? Đây có mối hàng này nữa nè, để mình đưa cái này vô cho bạn coi kỹ hơn. Đó, có mối hàng trong đó. Rồi đằng này luôn, ở đây luôn. Phải đảm bảo mọi thứ đều phải trơn tru và nó chắc chắn hết thì chúng ta mới có thể tiến hành đuổi gió được nha. Ok, bây giờ đại khái chúng ta có thể tiến hành đuổi gió. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đuổi gió bằng cách như thế này. Mình sẽ dùng một cái máy khoan, mình khoan nhỏ một cái lỗ mỏng ở đây nè, ở trên này, ở phía trên này mới được nha. Tại vì sâu quá sẽ đụng cái lưới lọc, nó sẽ có một cái lưới ngăn lại. Mình sẽ khoan một cái lỗ nhỏ tuốt trên này nè, nó giữ cứng lại, khoan lại một lỗ để chi, để khi mà lấy cái không khí trong này ra nó sẽ đuổi chỗ này quý vị ha. Với lại mình sẵn mình thể có hệ thống mình, cái mối hàng của mình á, sau khi mà hàng đầu đẩy rồi nó có bị nghẹt không, thì những cái mối hàng đây có nghẹt hay không là chúng ta phải mới biết được nó bị ra thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành khoan một lỗ ở đây để lấy không khí ra. Chúng ta tiến hành, mình mở CB rồi, theo dõi cái dòng ở đây, dòng điện ở đây là 0.1 nha. Chúng ta lưu ý sạc cũng vừa vừa thôi, và cái lượng không khí nó bắt đầu từ từ nó đi trong cái hệ thống, nó đuổi ra bằng cái đường này nè. À, các bạn nghe nè, đó nó yếu lại dần rồi nè, là chứng tỏ một điều rằng là không khí trong đây nó bắt đầu nó từ từ nó sẽ bị đuổi ra ngoài bởi cái lỗ này. Nhưng mà để an toàn nữa, chắc cú nữa, thì chúng ta sẽ tiến hành một việc, nó là dùng cái ga trong này, dùng cái ga bình này chúng ta mở ra, dùng cái ga để đuổi phụ nó, đuổi hỗ trợ phụ ở đằng này. Để các bạn nghe nha, nó mạnh lên nè, đây nó đang lên nè, đó mở ra, đây, nó đang đuổi ra đằng này nè. Bị nghe. Đây. Không, đầu đẩy thì nghe. Xử lý lại cái nữa. Rồi, chúng ta tiếp tục cho quý vị, đói bụng quá phải nghỉ ngơi ăn cơm. Coi như xong rồi nè. Bây giờ chúng ta đã kết nối vô cái đầu thấp áp thì vô trong này nha. Còn cái đầu vàng đây thì dây chung đi vô trong cái bình ga. Và chúng ta vẫn khoét giữ cái đầu này, bây giờ để đầu gió nó yếu nè, mình cho nó chạy. Phải đi nha. Cái này cái trường hợp thì chúng ta làm là phải cho lốc nó chạy mới được nha quý vị. Để chi nó đẩy cái gió ra, cái này được 0.1. Con này 0.1 ha. Thì bắt đầu nó đang chạy nè, nó dòng rất là thấp. Chúng ta sạc ga quý, sạc ga đừng quá nhiều. Sạc ra quá nhiều không khéo là nó dẫn cái tình trạng là gãy cái lốc là chết bà luôn nha. Rồi ok, mình cho nó chạy một hơi, 5 phút sau mình rờ lại chỗ này nè, coi nó còn gió hay không. Đó, bắt đầu nó yếu nè. Vì vậy chúng ta bắt đầu tiến hành giai đoạn 2, đuổi gió bằng ga. Bắt đầu là mình lấy, mình mở cái đằng này ra nha, mở này ra cho ga nó qua. Rồi nó đi qua đây, nó thông qua đây, cái van này phải mở luôn. Này gió này nó đang lên rồi các bạn. Đó, này là ga đuổi bằng gió đây nè. Đó, mình làm cái gì trong vòng khoảng chừng vài giây thôi nha quý vị, cái gì quá nó hao ga. Đó, nó đang ra đó, mình phá lại. Rồi sau đó cho nó chạy ít nhất là 15 cho đến nửa tiếng đồng hồ, để cho cái lượng ga và gió cũng như trong cái hệ thống ống mà trong cái tủ lạnh của mình á, là phải thiệt là sạch luôn, thiệt là sạch, và đảm bảo là nó phải
thông thoáng, nghĩa là lượng ga phải đi qua đây chạy về cáp, cáp xong đi về đầu 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 hút, đầu hút bắt đầu mới bơm lên, bắt đầu tiếp cái đục đầu đẩy chỗ này nha. Thì chúng ta phải đảm bảo như vậy, làm khoảng chừng đâu 3 lần đuổi gió bằng ga là có thể chúng ta cho cái máy nó test thử rồi, mình bỏ cái nhiệt kế trong cái tự cái tủ lạnh nữa, bắt đầu là cho nó test. Đó, nếu mà cái con này mà đạt yêu cầu tầm khoảng chừng âm 20 độ hoặc âm 25 độ trở lên nha. Đó là mình sẽ tiến hành cho nó chạy một đêm. Bây giờ chúng ta đã làm hai lần rồi. À, tạm thời chúng ta chờ 10 phút mình thử lập lần nữa rồi chỗ này có coi còn gió hay không. Đó, nếu mà nó hết, bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành làm thêm xả gió bằng ga thêm một lần nữa là coi như 3 lần. Đó, là bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành hàng cái này lại, hàng bít cái này luôn, là coi như hệ thống là hệ thống kính. Rồi bắt đầu mình giai đoạn tiếp theo mình sẽ làm tiếp nữa, dùng cái dầu ngạt, mình dùng dầu ngạt á, là đằng này nè. Mua cái dầu ngạt bên ngoài nha quý vị. Bình này có vài ngàn thôi nhưng mà chúng ta phải dùng dầu ngạt cái này nè, mình bơm vô để cho nó gom những cái chất dơ trong cái hệ thống cái gì cái phim. Đó là nó sẽ không còn bị gì nữa. Đây mình để quý vị coi. À, bây giờ chúng ta đang chờ, mình phải chờ chờ ít nhất cho cái hệ thống gió trong này đuổi ra bằng cái đường chỗ nhỏ nhỏ nãy đây nè. Rồi bây giờ coi như chúng ta đuổi đó đừng 3 lần rồi. Ha, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành hạp cái này lại. Đó, hàng bít cái lỗ này lại luôn để cho nó kín hơi. Bắt đầu sau đó chúng ta sẽ dùng dầu ngạt, mình cho nó vô trong cái cọng vàng vàng này nè, mình đuổi gió và cho cái dầu ngạt nó vô trong cái hệ thống tủ luôn để nó gom những cái chất dơ với lại những cái dầu dơ mà trong tủ nó sẽ đưa về cái phim nó chứa ở đây và tránh tình trạng ngạt nha quý vị. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm. Biết đâu đem bóng đóng về em xin ta gì đó, không có bao giờ mua đâu. Xin không à. Quay giùm anh đi Pháp. Mày đưa, mày lấy camera rồi quay giùm anh gần gần lại các bạn. Cái phá vô ra hay gì đó. Đúng không? Mở mạnh ra đi. Hết rồi. Không có. Có xài đi mà. Không có để đây nè. Rồi có, có. Tại xài đâu này không quen. Tại cái kia hả? Cái chai gió kia quen rồi. Máy xài bằng đèn cò nè, máy xài đèn cò gọn chứ. Rồi cháy thì mồ chứ, nó cháy chứ. Vàng ống rồi, xài đèn cò gọn, kéo này đi dùng dàm. Mà nãy lẹ. Đưa vô cái lụm này. Không quen cái đèn. Quay cái camera hướng gần gần cho anh cái. Để gần xa xa để nóng camera, đúng rồi, cái chỗ mới, chỗ làm mà quay chỗ nào. Đó, nó còn ra. Còn ra nữa không? Để xíu đi. Đúng luôn kìa. Không, lửa nóng quá, để cho nó hết hết hết. Rồi quý vị ơi, bây giờ chúng ta đã gần như hoàn thiện, bây giờ nó đã tăng 0.2 nè. Nha. Chúng ta đừng có nạp ga nữa ha, đừng bao giờ vội vàng nạp ga. Bây giờ nó đã, cái áp suất của nó gần như là 10 PSI. Quý vị thấy không? Nó gần tròn 10 PSI cho nên chúng ta đừng nạp nữa, hãy đợi cho 15 phút rồi chúng ta sẽ rờ một cái phin ngay chỗ này. Nếu như sau khi mình nạp ga lên 0.2 rồi, mình cho nó chạy 15 phút mình rờ cái phin cảm thấy nó ấm không? Nếu mà nó ấm nóng nóng là cái lượng ga tương đối đủ. Đừng có nạp ga nhồi nhét vô cho nhiều để xảy ra cái tình trạng là cái lắp bê ra đây nó gãy hoặc là đứng luôn, nó kẹt cốt luôn thì không có nên. À, chúng ta chỉ cần sạc đủ, vừa đủ thôi, không quá nhiều. Tại vì quá nhiều rồi nó gây nên cái tình trạng là dư ga, bắt đầu là lốc nó sẽ bị đứng. Và bây giờ cái tủ nó ok nè, bây giờ đây nó rất là nóng. Cái phim này rất là ấm, nóng luôn. Nó nóng lên nhưng mà nó chạy khoảng chừng đâu tầm mình gần nửa ngày, có thể là khoảng chừng 12 tiếng sau thì cái phim này bắt đầu nó chuyển qua giai đoạn là ấm. Thì lúc đó đồng nghĩa với việc là trong cái tủ này bắt đầu là nhiệt độ nó xuống rồi. Nhưng mà để kỹ lưỡng hơn, mình chút xíu mình sẽ dời ra, mình sẽ kéo cái tủ này ra ngoài ha, chỉnh sửa những cái đường ống này cho ngay ngắn là hết, và chúng ta ghim điện cho lại và nhét cái nhiệt kế vô trong cái ngăn đông á, để sáng ngày mai nếu mà nó chạy mà nó đạt được âm 20 độ hoặc âm 22, 25 độ nha, độ âm như quý vị, nó tầm khoảng chừng âm 22 độ là có thể là giao cho khách hàng sử dụng một cách cực kỳ ngon lành rồi. Đó, các bạn hãy lưu ý chuyện đó nha. Rồi bây giờ chúng ta đã tạm ngưng không nạp ga nữa và chúng ta đang trong quá trình theo dõi, nó tăng lên 0.2 à, một lần nữa kiểm tra lại. Và cái này nó đang xuống từ từ nè quý vị, thấy không? Đó, nó không còn là khoảng chừng đâu 10 đâu mà nó xuống nè. Nó xuống gần như là 5, bắt đầu từ từ khoảng chừng 2 tiếng sau nó chuyển qua cái công đoạn là chở gì không.
thì lúc đó là lúc đó nó xuống độ, xuống rất là nhiều luôn. À, nhiệt độ sẽ xuống sâu. Và cái tủ lạnh này là 150 mấy lít nè. Mua đây nó là 165R. À, tầm khoảng chừng là 165 lít nha quý vị. Rồi, thì nếu được thì mình sẽ sắp xếp xong hết rồi mình sẽ chuyển qua cái con này. Bên đây là Toshiba kế bên luôn, nó cũng đang sẵn sàng chờ đợi mình. Thì cái con này bị củ xì ra, nhưng mà do để chứa nước ở trong cái thùng máng nhựa nè. Đó, cái ống đồng nó nằm máng trong đây, nó nằm trong cái máng luôn. Mình không biết á, đầu những người thợ, một số người thợ không biết họ họ làm sao mà để cho nó nước vô trong hệ thống và nó gây cái hiện tượng là nghẹt nha quý vị. Vậy cho nên bây giờ chúng ta sẽ có thêm một công việc thứ hai là giải quyết cái tủ lạnh Toshiba này để coi nó bao nhiêu lít. À, cái tủ này là 331 lít cho quý vị. Thấy không quý vị, thấy không? 331 lít. Coi như cái tủ của Toshiba Sanyo này mình đang theo dõi được, có khả năng là ok rồi, ngon lành rồi. Mình tạm thời quên nó đi. Và coi như cái chủ đề mà mình khắc phục cái tủ lạnh Sanyo Shiga với cái model là SR165RN, coi như gần cả hơn nửa tiếng đồng hồ để mình có thể thực hiện điều này. Nhưng các bạn biết thực chất là khi mà ở ngoài hiện trường á, nó đòi hỏi một số đồ đạc mình chỉnh sửa lại nữa, hay chỉnh cân đông đo đếm là làm sao cho nó mất tầm khoảng chừng tiếng. Đó là cái thời gian mình làm nó hơi lâu quá, chứ đúng ra là khoảng chừng đâu nửa tiếng hơn là mình có thể giải quyết một cái tủ mà cho nó đảm bảo ngon lành đàng hoàng về cái độ lạnh. Bây giờ chúng ta hôm nay đến đây cũng là coi như hoàn tất cái chủ đề nạp ga tủ lạnh Sanyo với cái loại ga là 134. Đã hoàn tất rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó test thử một đêm và nhìn vô cái thiết kế sáng mai có thể rửa sơ để giao lại cho khách hàng. Tiến hành cái công việc thứ hai, nhiệm vụ thứ hai là xử lý cái tủ Toshiba. Rồi xin đi gửi đây chào tất cả mọi người nha. Đã xong rồi quý vị. Chúng ta để ý nha. Một cái con nào mà nó chạy 0.1, 0.2 chúng ta đừng nạp ga quá nhiều. Nạp ga mà lên tới 0.3 luôn hoặc 0.5 là có khả năng cái lốc rất dễ bị kẹt cốt. Lưu ý giùm mình điều đó nha quý vị. Ok, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại coi tất cả những mối hàn đây có dấu dầu không để đảm bảo là nó 100% ngon lành. Đảm bảo tất cả những mối hàn đây phải ngon nha quý vị. Mình sẽ rờ tay kiểm tra là hết. Đây. Tất cả đây luôn nè. Ngon lành hết luôn rồi, không có dấu dầu gì cả. À, ngon. Ok. Ngon lành hết tất cả và phim đây vẫn ấm. Rất nóng luôn. À, hai khoảng chừng 10 tiếng sau bắt đầu phim nó chuyển qua cái giai đoạn nóng là chuyển sang giai đoạn ấm. Và cái vàng này cũng nóng nè. Nhà nóng mà, hai bên nóng đều luôn. Con này rất là ngon, nếu mà chạy xong vòng sáng mai sẽ giao một cách ngon lành, âm khoảng chừng 20 mấy độ. Rồi xin được trở lại chào, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái video nạp ga tủ lạnh Sanyo dòng ga 134. Xin được hẹn gặp lại tất cả quý vị ở video tiếp theo. Xin chào.